Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, mùng 3 Tết và ngày 14 tháng 2, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, tai nạn giao thông đã giảm 5 vụ, giảm 4 người chết, giảm 20 người bị thương. 28 vụ tai nạn giao thông đều xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.879 trường hợp vi phạm. Trong đó đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Như vậy, tính chung trong 3 ngày đầu năm mới, cả nước đã xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông, khiến 42 người thiệt mạng, 48 người bị thương, giảm so với dịp Tết năm ngoái.